Xong trình quỳ. Chỉ một tố xong và cô biết cả từ cơm mịt vì nó một đàm ở đằng tạo pháp mình ní, nằm bây một tố xong nua tăng tạo đàm ở đằng rạc vào ní rụng ní, xong trình. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឯកសារលេខ E3 លើ8558ដែលមាន EON 00 07 67 69ដែលខ្ញុំបានលើកមុននេះគឺមានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះភួងអ៊ីមត្រូវបាន កំតិចនៅថ្ងៃទី8ខែ12ឆ្នាំ1978បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីដល់លោកស្រីតាមបណ្ដងរដ្ឋវិញនេះខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមទៀតសម្រាប់សួរទៅលោកស្រីក្រៅពីបងស្រីរបស់លោកស្រី តើលោកស្រីមានបាត់បង់សច្ញាតផ្សេងទៀតតើឬទេនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាត់បង់បងស្រីអ៊ីមភួងអ៊ីមនឹងគាត់ បានទីតាំងក្រៅសួរចង់ខ្ញុំសួរសាជាថ្មីលោកស្រីមានបាត់បងប្រុសដែរឬទេមានបាត់បងប្រុសបងប្រុសពីរបីនាក់មួយភួងវែងភួងផុនភួងផែនបងប្រុសពីរនាក់ទៀតគឺយើទៅធ្វើតបនៅឯស្វាយទៀប បាត់ដំណឹងទៅគឺយើទៅធ្វើនៅស្វាយទៀបនោះក៏ខ្ញុំមកដឹងទេចំណែកឯបងប្រុសភួងវិញគាត់បានធ្វើគេហៅសេដ្ឋកិច្ចជំនាន់នោះទៅគាត់បានជិះម៉ូតូទៅនៅថ្ងៃ75រួចមក76នោះគាត់ជិះម៉ូតូទៅលេងផ្ទះគាត់ទៅលេងផ្ទះម្ដងពីរដងទៅលើកក្រោយគាត់ប្រាប់ម៉ែខ្ញុំថា ពុកម៉ែមិនបាច់ទៅសេសបុតផ្ញើកូនទៀតទេព្រោះកូនគេហៅទៅហៀននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់គាត់ប្រាប់ហ្នឹងហួយទៅគាត់បាត់តំណែងគាត់ទៅសូនឆឹងទៅចុះបងប្រុសរបស់លោកស្រីឈ្មោះភួងផេនគាត់នៅឯណាដែរពេលនោះ គេហៅទៅនៅស្វាយទៀបនោះគេយកគាត់នៅស្វាយទៀបគេហៅទៅធ្វើតបជំនន់ណាពតនោះខ្ញុំមិនដឹងណាស់តែបាត់រហូតត្មងទៅពីរនាក់នោះបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រគល់រូបថតមួយចេញពីឯកសាររបស់ដើមដងរដ្ឋវិញ្ញារូបនេះដែលជាឯកសារលេខ D22-03-97B ខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀត D22-03-97B ដែលមានលេខ EON 00-59-43-01 សូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រគល់រូបថត មួយនេះជូនទៅលោកស្រីតាមម្ដងរដ្ឋវិញនេះហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សំរុបប្រធានអនុញ្ញាតខ្ញុំរះអនុញ្ញាតបានសូមអនុញ្ញាតបញ្ចាំងលើទូរទស្សន៍របស់លោកប្រធាន
But look say dam bđang rot vinh ni ta look say skol ruk thot ni te hai mneak nok kot chmuh avai dae kot chmuh phuong phon bong khnyom bong khnyom pat pakat chmuh phuong phon kot chi bong ti praman dae nok khnom kruosa bong đầm đằng rót bám ní xung quanh toàn trái chạm microphone bật bật cá trên bình lư lưng bò của hòm sân quạt bong tì buồn tì buồn tì phèm tí phèm khiêm pơ kê nhom bên hòn khiêm pơ kê quạt bong tí buồn quạt bong tí buồn bạn sum ơn quân bạn sum group lục bộ thiên sum bạch bạch thám cứ nơi khung ai cả xa lệ ơ bầy lơ đọc hà sập bầm muối ion chỉ bị sai khăm ai sôn mùi cài sập bay đập bầm muối mà đong tiết chỉ bị sai khăm ai ion sôn mùi cài sập bay đập bầm muối trăng chấm nốt lệ hà sập bầm pi miên mền nẹt mua phuông phòn hai phái thân nạ ảnh nụ về rẽ xe nà tốt trợ bàn công tích nữ ngày thì prám khai bấy xe nà mập bóng bàm buôn rối chất sắp bàm bì lúc xe rấy đang bận đăng rọt với nhì ta lúc xe rấy miên bóng bóng xe anh tiết đây lúc xe rấy bàn khơi như lúc thọn nữ tùa xe lạnh đại tế lúc xe khơi bông vén bông phon bông phèn nâng khi chạy nhom nâng buồn nè nâng nhóm xong xua chỉ sờ rộp ruộm tại mặt đó để xa miệng cà chua chậm bởi vì mình ai bán chạy bị tam cạn đầy mùi mùi bán lục sợi ai bị chạy bàn tế thật ta cả bạn bằng 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 lục sợi đại lục sợi bạn miền bị chạy thay lục sợi bạn khơi lục thọt còn nơi lực nơi tour slide nhau ta lúc xây miền ca bắc bộ này ở rầm đó lúc xây giang này khác chụp buộc cả bật bong 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 lúc xây cho đi bật bong 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 khi ông run thót chết khơi cái chong hai slap xây cho một tàu bắn trên trung quạt phương giang nặng nhóm run thốt chất bộng bộng nhóm quạt nơi bì chì mùi mái ư màu quạt khóm dơ chì vật lãng chông lửa chông thân áo bình áo chì vật nơi lửa chông thân áo châm cổ xa nhóm nhóm nơi tụi tụi bộng nhóm khóm prang châm bộng bộng mái ư nhóm cổ à bạn xong ở quân lục sấy ta rồi thứ ngày ní lục sấy nơi tại miền đất từ đào phụ quạt đại rồi tì khi ông nực đào bồn bồn tăng ở khnì nâng khi ông nực khơi ba sơn na chi bồn khi ông nơi tăng ở khnì nâng khai chúng bận ấy bờ bông bông nơi từng óc này miền hực hẹ tận tại sập bông bật óc tới nắng kề hực hẹ nhóm cái đại này bị bên nhà bông phaôn miền nhiệt mật bông phaôn nào mà ông kề tiếc kề tiếc ai miền lan miền mật tàu nhóm miền này
រហូតមករាល់ថ្ងៃលោកស្រីមានដែលធ្វើពិធីស្អីទៅទឹះឧទ្ទិសដល់ពួកគាត់ដែរឬទេ ដែលទៅវត្តទៅអីទៅចូលឆ្នាំចូលអីយើងទៅថ្ងៃសិលថ្ងៃអីទៅវត្តទៅអីនឹកឃើញទៅយកបាយសឡូទៅជូនប្រគេនលោកឲ្យដល់ទៅបងបងដែលស្លាប់ទៅវេទនានឹងកុំឲ្យជាតិណាណាគាត់វេទនាដូចជាតិនឹងទៀតបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរឈានទៅដល់លោកស្រីផ្ទាល់នៅអំឡុងពេលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពី17មេសា1979ដល់6មករា17មេសា1975ដល់6មករា1979តើលោកស្រីមានបានទទួលរងទុក្ខវេទនាអីខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរឬទេក្នុងសម័យនោះក្នុងសម័យនោះខ្ញុំទុក្ខវេទនាគេឲ្យលើកដីគេឲ្យលើកដីក្នុងមួយព្រឹកមួយម៉ាត់គីបរហូតដល់ម៉ោងគ្រប់ម៉ោង4ម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោងមកដណ្ដប់អង្គគេឲ្យត្រឡប់មកហូងគេវិញហូងហូបបបក្រពពតមកក្រពមកក្រពហ្នឹងមួយត្រឡប់ដល់ម៉ោង1ចូលមកធ្វើការទៀតមួយម៉ាត់គីបទៀតរហូតដល់ម៉ោង5អង្គគេឲ្យត្រឡប់ទៅដល់រូងកន្លែងដេកគេវិញអួតបើខ្ញុំធ្វើមិនបានគេវាយខ្ញុំបាយខ្ញុំមុំមិនរេហ្នឹងគេវាយខ្ញុំថាម្រេចអាយមិត្តអាយមិនគួរលើកបានខ្ញុំលើកវាមិនបានខ្ញុំវាគ្មានកម្លាំងកំហែងអាយុខ្ញុំប្រហែលជា15ឆ្នាំចំនួននោះមួយខ្ញុំលើកវាមិនបានខ្ញុំស្គមតៃវាយឈឺច្រើនអីច្រើនខ្ញុំលើកមិនបានគេវាយខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំគិតថាបើសិនណាជាបងប្អូនខ្ញុំនៅរស់នៅចិត្តផែជាគាត់ជួយហើយប៉ុន្តែវាគ្មានខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំស្គមតៃវាយហូបបបោហៀងហៀងវាគ្មានកម្លាំងឈឺច្រើនអីច្រើនព្រោះតែគេធ្វើបាបអត់សូមអរគុណខ្ញុំនៅមានពីរសំណួរបន្ថែមទៀតសម្រាប់លោកស្រីមុននឹងលោកប្រធានវេទេវេទិកានេះជូនភិក្ខុបន្តលោកស្រីមានដឹងថាមានបងប្អូនរបស់លោកស្រីទទួលរងនៅការបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរឬទេបើដឹងលោកស្រីអាចជម្រាបបានដែរឬទេមានបងស្រីមួយគាត់នៅសំងៃនឹងកាជំនាន់នោះគេយកគាត់មករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រៃតតឹងមួយទៅគាត់អត់ព្រមរៀបគាត់រត់ទៅផ្ទះគាត់រត់កាត់វាសេវាអីទៅគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមួយទៅគាត់រត់ទៅមានយោធាគេ2នាក់តាមទៅទៅដល់ភូមិនោះគេសួរទៅជាជនថាអត់មានឃើញទេអត់មានឃើញទេមួយទៅគោបងខ្ញុំរួចខ្លួនទៅចូលក្នុងភូមិគេភូមិក៏ស្វែងនឹងគោរួចខ្លួនទៅបងខ្ញុំរួចខ្លួនទៅសងថ្ងៃនឹងទៅខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតសួរលោកស្រីលោកស្រីនៅក្នុងឯកសាររបស់លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានមិត្តភក្តិម្នាក់ជាចាមអញ្ចឹងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេមិត្តភក្តិនឹងឈ្មោះអ្វីហើយមានអ្វីកើតឡើងចំពោះប្រជាជនចាមនៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីមិត្តមុំកាស់ហួយទៅគាត់ដេកនៅក្បែរខ្ញុំអញ្ចឹងហួយទៅដល់ពេលយប់ឡើងគេហៅកាសហ្នឹងទៅបាត់ទៅគេហៅទៅរួចដល់ពេលថ្ងៃឡើងទៀតគេយកកម៉ាឲ្យមកខ្ញុំកម៉ាមិត្តកាសហ្នឹងរួចខ្ញុំអត់ហ៊ានយកទៅអត់ហ៊ានយកគេថាមិត្តឯងយកខ្ញុំស្លាប់មិត្តឯងចោលរួចទៅខ្ញុំអត់ដឹងគេស្លាប់រួចទៅគេឲ្យយកមិនយកទៅខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំយកទៅកម៉ាគេឲ្យហ្នឹងមួយមិត្តកាសហៅមិត្តកាសចាមហៅគេហៅទៅបាត់ទៅខ្ញុំអត់ដឹងណាស់ដឹងគេស្លាប់ខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេរឿងរ៉ាវហ្នឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំណាដែរសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ឆ្នាំហើយនឹងភូមិដែលកើតរឿងហ្នឹងផង
ภูมิน้าคุมน้าในภูมิก็สวายยังได้cái hai quạt tử để hùng từ mùi kia cái hai quạt tử từ bạt tử rồi từ cái ao cái má mà khi nhom nằng rồi từ đằng cái giờ tới na bạt ta mong tử nhom mặt đằng mà xum gặp lục thiên khi nhom ở xum nuôi hay xum bắc cồn về tất cả chung lục thiên bên xum bắc cồn xum bắc cồn lục mỹ thủy chìm to xum bắc cồn về tất cả đầm tới đầm nang tháp ri nhá không cả tăng xum nuôi tới đào mà đằng rót bạo bên đi và sân bờ miền hai đầm nang sạp đi nhá miền địa phía đập răng để ti sôm chơi ở quân lục thiến khi mắt một xây liếng chia sạp đi nhà rong chết hai tháng ngày nick nhóm miền sầm nô mà chuẩn luôn trong chui xu từ lục tây ta một đằng lọt về ní nằm ở chui một lư đó ông xem là ca thường bầu ca bị bật mánh lúc xoay bàn nâu và hai chìa mong đọc môi nông phênh bọn nửa tí lúc xoay bàn miên bà xa tha chung hồ rết bàn prap bọn miên ông bì bong xoay rồi bỏ lúc xoay để nâu phân ông bình nâng ta lúc xoay ách prap bàn tế tha chung hồ rết nâng chì nâng ná hay lúc xoay xoay chung hồ rết nâng tam lúc biếp ná quan nơi sọc phom chìm muối khi nhom nắng khi nhom máu mái khi nhom máu sọc cầm nát bên hai máu sọc bèm a say nắng bên hai rồi tới mái khi nhom nắng quạt nực cồn tới khơi quạt nắng nơi hú tới quạt nắng của máu về phía mái nhom thả bông im quạt nơi chìm muối khi nhom chìm non bờ bờ nắng nơi phun bình rồi tới cây ca ao hơi năm chất phèm chất bông mối cái ca hủy cháy cái áo quạt đất bàn tới có bạt bông thầm năng ta gửi tới bông rệt nó có thả quạt nơi chú mùi khi ông ta quạt đặc đại con quạt từ bệt hủy tới quạt màu bông rệt nó quạt màu cho năm chất bốn hai đại hai quạt màu tới quạt dễ phèm mãi khi ông bằng năng hủy khi ông bắt đăng đại ta bằng năng tới nhầm đăng ta bằng năng quạt dễ phèm mãi khi ông bằng năng អគុណលោកស្រីតើលោកស្រីអាចប្រាប់បានទេថាតើឈ្មោះរ៉េតហ្នឹងមានបានប្រាប់លោកស្រីទេថាតើនៅភ្នំពេញហ្នឹងឈ្មោះរ៉េតហ្នឹងគាត់ធ្វើការអីនៅកន្លែងណាដែរមានបានប្រាប់ទេគាត់អត់មានប្រាប់ផងគាត់គ្រាន់តែនិយាយប្រាប់ម៉ែខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់មាននិយាយប្រាប់អីទៀតទេជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់បងស្រីរបស់លោកស្រីដែលឈ្មោះរ៉េតប្រាប់ថាគាត់រៀបការហ្នឹងតើគាត់មានបានប្រាប់ទេថាបងស្រីរបស់លោកស្រីហ្នឹងរៀបការជាមួយប្តីគាត់ហ្នឹងឈ្មោះអីដែរហើយធ្វើអីដែរគាត់ប្រាប់ធនថាប្តីគាត់ធ្វើកម្មាភិបាលនៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងធ្វើអីខាងអកិសនីភ្លើងមិនឯងខ្ញុំមិនដឹងដែរគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ដឹងទៀតឮតែគេថាខ្ញុំអត់បានឃើញអត់ដឹងហើយគាត់នៅត្បាញហ្នឹងបាត់ឆឹងរហូតខ្ញុំអត់ដឹងឬគេនិយាយថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ដឹងទៀតទេតែគាត់មានបានប្រាប់ទេថាប្តីរបស់បងស្រីលោកស្រីនឹងឈ្មោះអីដែរគាត់អត់មានប្រាប់ផងតើគាត់មានបានប្រាប់លោកស្រីអំពីមូលហេតុដែលគេឃាត់ខ្លួនបងស្រីរបស់លោកស្រីដែរទេ
chăng lục sấy ban miên bảo sao pi côn pi nè bảo bong sấy lục sấy ta ở lấy bộ kỳ nơi cái lại nè đấy khi nhom đăng tê lưu từ cái thả bong sấy khi nhom đang miên côn pi bong rệt nó còn dễ phèm chăng khi nhom đăng tê lục từ là ca khi nhom đăng tê được kinh doanh chăng thật bong sấy khi nhom đang miên côn pi khi nhom đăng tê đại khơi một mũi phong bạt chân là hậu tử nhom đăng đại khơi con lục sấy ai lấy khi nhom bài một bong pro bong lục sấy quỳnh bong pro chmuk tha phuong phon tai lục sấy đăng tê tha nơi khnông bỏ cam chi bị chi thập tai nắng cọt phu ấy nơi cả lại nã đấy khi mà đăng quạt phơi ấy thì ao giờ ta tới phơi tọp từng pì nè nó quay giờ tới phơi tọp nơi xoài tiệm nó bạt tới khi mà đăng phong đăng quạt phơi ấy khi mà đăng tê bạt năng chân là hậu tới khi mà đăng phong đăng tập năng đăng là quay giờ quạt tới phơi tọp nơi xoài tiệm nó bạt năng chân là hậu tới sống ngày chúng ta khi mà đăng chụp bóng phong xem xem thiết đôi chỉ phuông ven năng phuông phong năng quạt phụ ấy đái nơi nông bò cam chi thập tài nữa quạt phơi tự hiền cho nó bớt nó quạt tự bạt nó phải tiệp nó nhom mặt đằng tự bạt từ nó phải tiệp nó cái hai tới tự bạt từ đại khơi máu bạt từ miền đờ bùng ven mũi nó quạt máu tè chỉ màu tàu màu tè quạt thả phơi sẽ tự cạch nhưng quạt máu tè ôi tới quạt mau lên mà đông pi đông chín năm chật sập hẻm chật sập bầm muối nương chật sập hẻm chật sập muối sập bần nó quạt mau tới quạt thả mái bạch xây sập bột nhà tới câu tê tê kì áo khi ông tới hiền nấu nông pê nhà mái cũng tới xây sập bột nhà mà khi ông tiệt hỏi cụ bạt tận năng bong xây là sao pê về lý khi ông miền cầm nát bong sao chả lại cày cày bán này bà. Chẳng khi xong chlong từ mà sầm nổ tiệt số thác nông chầm náo bong pro bong xoay bong lục xoay ở trời kì chạp luôn nâng ạ mà hôm tì xong phải mùi nâng ta lục xoay ách đăng tế tha nông chầm náo nâng ta miên bong nà mà nét để trời kì chạp luôn môn kì đại lực tế bà sân chì lục xoay đăng khi mọt đăng ta bông vên quạt giấy cho bà năng quạt thả màu bình như kì hai quạt màu bà chôm nâng bình nhưng nhầm đăng ta bà năng được hữu ạc miệng đăng ấy tiết đăng ta bà năng ấy lúc thiên đám bây chìa bà tệ trả đắc cư nhầm xong an ai kia xa mà chẳng luôn đã miên bẹp bọn chì môi nâng bóng sấy nâng bóng pro rô bò lục sấy cư bẹp bọn nâng chì môi phuông im nâng phuông phòn ai kia xa tì môi cư ai kia xa lệ ở bấy là đọc và môi rối buồn đại chi ốc bạc xâm phoan tì phí nây bằng chi nè tô so một phây môi rồi bò cài lại thật chứ gom sơ bằng kết cho ngày tì xa môi khai mịn ná chăm phí phoan đọc và môi lệ y ở ẩn chi phí xa máy cứ lệ xôn môi phí 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 phùng vốn xôn mùi cứ quan nữ trang lệ riêng tí đọc bấy bùm buôn rồi xàm bầy đại bán có tra tha chmô phuông im hai cun miền tu nè tí chìa dốt thân nè rì bài chrục mộc bì xa thiên ạ ca trai bán chạm mộc bình tí xo mà phay muối nè thương ai tí bùm bấy khai thân ú chân nam bà bùm buôn rồi chất xâm bầy hãy ai cơ xa mùi tiết cứ ai cơ xa y bấy xa ไปสปรัมฮาสปรัมไอ้ กระซ่ านี่คือเมตวีดำดังรอดเวนี้บานอานรุ่ยหายปัจจัยยมกรอนแต่กอดสมกอลท่าในขนมไอ้กระซ่านั้นคือมีนกอดตราในเปียในขังมกชมูนั้นคือดะกำหนดตราท้าตราบานดอกให้จำพวกไอ้กระซ่ามุ่ยเทียดคือไอ้กระซ่าตีใบนั้นก็มีนเล่อีใบสละ
342ជាឧបសម្ព័ន្ធទី1គឺជាបញ្ជីអ្នកទោសមន្ទីរស21របស់កាល័យសហប្រាជ្ញាដែលត្រូវបានកែប្រែរួចហើយគឺមានលេខ EON 003299929ឈ្មោះនេះនៅមានលេខរៀងត្រង់លេខ7656នៅត្រង់នេះបានកត់ត្រាថាឈ្មោះភួងអ៊ីមហៅគុណមានតួនាទីជាយុទ្ធនារីបាយជ្រូកចាប់ពីសាធារណការបានចូលមន្ទីរស21នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ1978និងត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ1978ចង់សួរលោកស្រីថាតើលោកស្រីមានធ្លាប់បានដឹងអំពីឯកសារទាំងអស់នេះដែរទេឯកសារគេយកឲ្យម្ដងដែរយកទៅផ្ទះខ្ញុំនៅមួយទៅខ្ញុំផ្ដិតមួយដៃអីយកមកឲ្យវិញឲ្យប្រធានភូមិប្រធានអីប្រធានឃុំផ្ដិតមួយដៃយកមកឲ្យឯហ្នឹងវិញឆ្លងតឡាការហ្នឹងវិញឯកសារបងបងខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងអរគុណលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំសូមអានឯកសារបន្តទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្រុសរបស់លោកស្រីម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះភួងផុនឯកសារទី1ឯកសារដែលមានលេខ E3/10604ដែលជាឧបសម្ព័ន្ធទី2នៃបញ្ជីអ្នកទោសស21របស់កាល័យសហគមន៍ជើសើបអង្កេតអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺនៅលេខ EON 012224 4 គាត់មានលេខរៀង2623នៅតនឹងបានកត់ត្រាថាឈ្មោះភួងផុនភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំហៅផៃមានតួនាទីជាអនុប្រធានវរៈសេនាតូចមកពីកងពល450ចូលមកមន្ទីរស21នៅថ្ងៃទី5ខែ3ឆ្នាំ1977នឹងឯកសារមួយទៀតគឺឯកសារ3/10506ឯកសារនេះត្រូវបានអានដោយមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីរួចហើយហើយឯកសារមួយទៀតគឺឯកសារលេខ E3/9845ត្រង់ EON ជាភាសាខ្មែរទេអត់មានភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងទេគឺ010102028លេខរៀងរបស់គាត់គឺលេខរៀង199នៅត្រង់ចុងក្រោមគេបង្អស់នៃទំព័រកំណត់ត្រានេះបានកត់ត្រាថាឈ្មោះភួងផុនហៅផៃអាយុ24ឆ្នាំភេទប្រុសតួនាទីជាអនុប្រធានវរៈសេនាតូចមកពីកងពល450ចូលមកមន្ទីរស21នៅថ្ងៃទី5ខែ3ឆ្នាំ77ហើយឯកសារទី4គឺឯកសារលេខ E3/2286នៅត្រង់ EON ជាភាសាខ្មែរ03/9125/8ឯកសារនេះក៏មានតែជាភាសាខ្មែរដែរឯកសារនេះមានចំណងជើងថាឈ្មោះអ្នកទោសដែលត្រូវកំទេចនៅថ្ងៃទី6ខែ7ឆ្នាំ77គឺនៅក្នុងបញ្ជីនេះគេកំទេចឲ្យអ្នកទោសហ្នឹងហើយនៅត្រង់លេខរៀងទី2នៃបញ្ជីហ្នឹងបានកត់ត្រាថាឈ្មោះភួងផុនហៅផៃមកពីកងពល450នាទីជាអនុវិធិអនុវរៈសនាធំលេខ434ចូលមកនៅថ្ងៃទី5ខែ3ឆ្នាំ77ហើយឯកសារចុងក្រោយគឺឯកសារលេខ5ដែលមានលេខ E3/342នេះគឺជាឧបសម្ព័ន្ធទី1ជាបញ្ជីអ្នកទោសស21ដែលបានកែប្រែរួចរបស់កាល័យសហប្រាជ្ញាត្រង់ EON លេខ003299929
ៅត្រង់លេខរៀងលេខ7661បានកត់ត្រាថាមកភួងផនហៅផៃទួលនីតិអនុវរៈសនាតូចកងពលលេខ450ត្រូវបានចូលមកមន្ទីរស21នៅថ្ងៃទី3ខែទី5ខែ3ឆ្នាំ77នឹងត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃទី6ខែ7ឆ្នាំ1977តើលោកស្រីធ្លាប់ដឹងអំពីឯកសារនេះដែរទេឯកសារនឹងគេឲ្យខ្ញុំយកទៅផ្ទះម្ដងទៅគេទៅប្តិនមេដាយអីរួចទៅគេយកមកវិញដែរឯកសារបងប្រុសខ្ញុំនឹងខ្ញុំផ្តិនមេដាយឲ្យឃុំភូមិគេផ្តិនមេដាយរួចទៅខ្ញុំយកមកឲ្យវិញសូមលឹកលោកប្រិយអញ្ញាលោកប្រិយអញ្ញាអស់ម៉ោងហើយអរគុណលោកធានខ្ញុំមានតែមួយសំណួរចុងក្រោយទៀតទេបើសិនជាលោកធានអនុញ្ញាតបើសិនអត់អនុញ្ញាតខ្ញុំអាចឈប់ឥឡូវក៏បានដែរសូមអញ្ជើញលោកស្រីមុននេះលោកស្រីខ្ញុំសូមឆ្លងទៅវិធានបទមួយទៀតគឺលោកស្រីមុននេះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់មេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋវេនីថាបងស្រីរបស់លោកស្រីដោយសារថាមិនព្រមរៀបការគាត់បានធ្វើការរត់គេចខ្លួនហើយមានទាហាន2នាក់ទៀតទៅតាមរកគាត់ដល់ភូមិខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីតាហេតុអីបានគាត់ចាំបាច់រត់គេចខ្លួនមិនក៏គាត់មិនបដិសេធការរៀបការនោះដោយត្រង់តែម្ដងទៅខ្លាចដល់ពេលបាក់សាតកន្លែងនោះខ្លាចគេយកវាយចោលគាត់ឮតំណឹងថាគេយកវាយចោលហើយបានអញ្ចឹងគាត់រត់ទៅភូមិគេចខ្លួនដល់គាត់អត់ព្រមស្រឡាញ់អរគុណលោកស្រីដែលបានសហការលោកធានខ្ញុំសូមបញ្ចប់សំណួរសូមអរគុណសូមអរគុណលោកប្រិញ្ញាជាបន្តសូមអគុណវេទិកាទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនុនជាប្រសិនបើមានសំណួរទៅកាន់ដើមដឹងរដ្ឋវាមីលោកមានរយៈពេល15នាទីសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីខ្ញុំឈ្មោះលីវសវណ្ណាជាមេធាវីនៅក្នុងក្រុមការពារក្តីលោកនួនជាសូមជម្រាបសួរអង្គសាវនាការនិងសូមជម្រាបសួរលោកស្រីដាំដងរតបមនីមិញលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាបងប្រុសរបស់លោកស្រីឈ្មោះភួងរ៉េនហើយនិងភួងផុនហើយនិងភួងផេនគាត់ទៅធ្វើជាយោធានៅធ្វើជាយោធាប៉ុន្តែបើយើងមើលឯកសារលេខ D2233 97A ដែលមានតែមួយទំព័រហ្នឹងគឺក្នុងលេខរៀងទី4លោកស្រីបានអះអាងថាបងប្រុសឈ្មោះភួនផេនមានរូបថតជាប់ជាមួយកាលពីមុនឆ្នាំ75គាត់ជាជាងម៉ាស៊ីននៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75ពួកខ្មែរក្រហមបានឲ្យបងប្រុសខ្ញុំធ្វើការជាជាងភ្លើងនៅស្រុកកំណើតហើយក្រោយមកពួកខ្មែរក្រហមបានយកគាត់មកសម្លាប់នៅទួលស្លែងដោយខ្ញុំបានឃើញរូបថតគាត់នៅគុកទួលស្លែងផងដែរអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជានៅក្នុងឯកសារនេះដាក់ថាបងប្រុសរបស់លោកស្រីជាជាងម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅស្រុកកំណើតហើយមុនហ្នឹងលោកស្រីអះអាងថាជាធ្វើយោធាទៅវិញឬគេថាយកទៅធ្វើម៉ាស៊ីនភ្លើងប៉ុន្តែដល់ពេលទៅគេឲ្យគាត់ទៅធ្វើតបខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់ឮគេថាអញ្ចឹងចុះលោកស្រីដឹងពេលណាថាគាត់ទៅធ្វើតបហ្នឹងឬគេនិយាយបងប្រុសខ្ញុំនឹងនិយាយបងវែនគាត់និយាយថាគេយកគាត់ធ្វើតបឬបងវែនខ្ញុំនឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងបងភួងវែនគាត់និយាយអញ្ចឹងថាគេយកទៅធ្វើតបហើយចុះបងខួនវែនហ្នឹងគាត់ដែលគាត់និយាយហ្នឹងនិយាយប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំណាដែរលោកស្រីចាំបានទេ
quận dây chnam chất pham chất bầm mùi quận mùi lên tè quận ban bạc mùi tàu mùi lên tè quận thuê khang sẽ tất cả cái ai quận thuê khang sẽ tất cả những quận ban bạc mùi tàu mùi lên tè năng ôi ta quận dây pham mai nhầm chăng ban nhầm lư mai nhầm dây pham nhầm ấy nhầm ọt đăng tiết đi ôi ta bông nhầm thả mai bơ bạc nhầm mai mà bạch xây xe bọt xây ấy ta tiết đi ôi ta nhông con thể hiện nó không bên nhau cái ao thể hiện nó bạt nó không bên nhau hỏi cuộc bạt chân tăng chật mũi trong bờ là hậu đó sập ngay nương tử nhưng mà đằng quạt tơ na tơ này đằng quạt sập đằng quạt đu bên tai mấy lục sợi thà bạt tăng chật phạm chật bầm mũi tai chẹt sợi lục sợi bàn phơ cầm lịch khát bò lục sợi nó cứ chọc ngay tì bầm mũi khai mê sát chăn bị bòn đọp បាននេះថាធ្វើក្រោយនៅឆ្នាំ2010នេះថ្មីថ្មីនេះទេចុះហេតុអីបានជាព័ត៌មានដែលលោកស្រីសរសេរនៅក្នុងពាក្យរបស់លោកស្រីនេះវាផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកស្រីអះអាងមិនថាបងប្រុសលោកស្រីបានប្រាប់តាំងឆ្នាំ75 76ថាបងប្រុសលោកស្រីឈ្មោះភួងផេននេះតែធ្វើយោធាហេតុអីបានជាក្នុងឆ្នាំ2010លោកស្រីអះអាងថាបងប្រុសរបស់លោកស្រីធ្វើជាងគ្រឿងនៅស្រុកកំណើតប៉ុន្តែ ឥឡូវលោកស្រីថាព័ត៌មានថាគាត់ធ្វើយោធាតាំងលោកស្រីដឹងតាំងពីចិត្ត5ចិត្ត6ហេតុអីបានជាខុសគ្នាអញ្ចឹងលោកស្រី គាត់គេនិយាយឯភូមិអញ្ចឹងគេនិយាយថាហែងទៅធ្វើទៅធ្វើជាងភ្លើងទៅហ្នឹងលឺនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលហួយទៅ bong hun thang kia giờ tới thư tới hiền nơi nơi xoay tiệp và bây giờ tới bát đây thư toạp chán cho mua nhầm lực bong nhầm đừng dễ chăng ngồi tới bát là hậu tới nhầm ăn miệng đắng tê nhầm lực dễ ta pan năng nhầm ăn miệng đắng ấy tiệt tê sầm đuôi chấm cho hai đấy ban chỉ chăn pi pòn đạp hai nè đại lục say sẽ say thả quạt phơi chiêng phượng để sọc cầm nai chỉ lo mấy tí nhom ăn miên than nợ thưa nợ sọc cầm ná để cái áo quạt phơi đăng cái áo giờ tới phơi ná tê nhom chỉ lo mấy cô mình đang bị dụ hay nhom bị phơi hàng sông chơi luôn mình vui bạn xong gặp lục bát thiên ở vậy đại lục xây ở bát chè môn ấy cứ lục xây bát chè thà pi tập bốn môn nằm một nụ bến cứ bòn bò lục xây thưa chỉ chiêng phượng hai cài một tiết bàn thưa chỉ thể hiền rồi cho nên cái thà bò miền ấy về xây xong vạn kia lục thiên mình miền cặp tuy kia đôi giờ mê tử vi cặp việc đây bàn được tì và nhom xong nhát an làng vĩnh ai cái xa lê D một hai p slash sam bay kai sapon pal a chim not ti boon. Like what to say ta bong proch mu poon pain, mean look top job mao chim mui, kal pitch nam, munch nam pon riches pram, quat chi chim was in plume. Hai quat pa chia time theta, night night tea dup and pal can be such an abonset pram, book microhom ban oi bong proch yum, two can chim plume, like sock on night. Hai cào mốc mai cào hóm bàn dọc quạt màu sầm lấp nơi tua sải. Đối chân này dương khơi thả bòn miền đi biển đối cả bọ sải bọ đầm đằng rập bạc ní thả ai cái xa quạt dây an thả chặt pram chặt bầm mũi nó cứ khỏi máu bong quạt thở bàn phàu từ thời vô thiếu bạn miền được nông ai cái xa này mà chân sầm quạt sầm quạt mình nắng hay khi nhom sầm mình to sầm đua bọc nhom thời tiết chụp bong pro phun pen bọ ពេលដែលបងថាលោកស្រីអះអាងថាបានតែឃើញរូបថតរបស់បងរបស់លោកស្រីទាំង 4 នាក់នៅគុកទួលស្លែង ស 21 អញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរថាបាទសូមគោរពលោកប្រធាននៅក្នុងចំណុចទី 3 ដែលលោកមេធាវី lưu dụ văn ban bạch chạm bánh mánh ở trong nội tí buồn xong tốt ở đây lúc mình bị lưu dụ văn ban bạch chạm bánh mánh cứ một mình này thả quạt ở quả miền hoặc quạt nó ao nó bị tùy kia tì quạt dây thả bị tập bốn
การมุนจัดแปรมกอดทั่วจีเชียงมาสินเพลิงดอกไงที่ดำเปิลเมซ่าผู้ขายกับฮอปอ้อยบองพร็อกย้ำทั่วการจีเชียงเพลิงในสกุลนาอัดหายกลายหมกเทียดเข้ามาเออกอดบาดโยกกอดตัวสำหรับในตัวสไลน์ก็มาแต่กลายนี้มันบานประเจ้าท่าเมียนเพียบต่อเคลียร์เพลียมเพลียมปีเปิลแต่กอดทั่วจีเชียงเพลิงเราโยตุสำหรับตัวสไลน์ที่ให้บังมันลูกใส่บังไปเจ้าท่ากลายหมอเทียดกลายไปเปิลทัวร์การในสกุลนัดบองบอลลูกใส่จะบ้านโยมาพรุ่งเป็นดำไปทัวร์ที่เชียร์โยเทียดแดงจังประสานมาทำเป็นเพียบมันจะมาหัวเมดวีดาคาเปียกได้จังสู้ไปเจ้ากู้จะสู้ไปเจ้าอะไรนี่ประเทศดำไปเอาดำดังรถไปนี่ในเย่ยังปีปัญหานี่ดำไปกับเอาเป็นเพียบมุนเตลสมกุลบ่าขยมโยธาปีนี้มันจะเป็นเรื่องเตยบ่อสลายก็คือขยมมันอ่านแต่เลือกคลำซาบ่อลิขิตในทางสองหาวสมรู้มิตรวีปตอสมนัวบ่าลูกใส่แต่ลูกใส่อ่างทาบ่อลูกใส่บานคืนชั่วบ่อบองลูกใส่ในคืนรุกทอดบองลูกใส่ในซอมาภัยมวยจังสำนวนยำสัวทาตาในขนมรุกทอดกวาดนั่งเบียนชั่วปุกกวาดได้เต้ขยมมือมันคืนบาเต้คืนเพียเพียปันตายขยมจะน้ำบองขยมสกวาดบองขยมปิดประกอบตาลูกใส่จำนำบองลูกใส่นั่งจำนำขนมวิมีนจำนวนปิเศษไอ้มวยได้ลูกใส่อาจำนำปุกกอดบานได้อาจิมเบบองสาวนากาบานเลยจำนำมุกกอดชิบะบองเผาเว้นกอดยังโชกบาลหายปุบเบ้หมอกก็เห็นทอมเบอร์บุงเพนนึงปุบโบหมอกก็สดางเบอร์บุงพ้นกวัดเหียงโซสะอาดเชียงเกย์บงมุ่ยหนึ่งน้ำเจน้ำฉบับประกอบบงเฝ้าอุ่นขยมตารูปทอดได้ในซอมาภัยมวยได้ลูกใส่คืนนั่งให้หนึ่งรูปทอดได้รูปเพียบได้กวัดแต่ลูกใส่จามบานนั้นอดปลายปลัวเต้หรือมวยอย่างนาได้บ้างอดปลายปลัวเล่ความได้ขอบกวนสเกิลให้พเนจรใส่สลังโจงกุมเอาความเขาจังเต้นำจะนำบานบงพยมนั่งต้องอ้อนยมสมโจเรื่องมันลูกใส่อาอังมุนนั่งลูกใส่อาอังทาบองลูกใส่บานรถเกิดปีกาบังคอมเรียบการถมาภูมิจังตาคราวเมานั่งบองใส่ลูกใส่นั่งกดตลับเตอร์สะกอบกวาดเวงได้ตีเตอร์กรมสะกอกวาดเวงได้ตีกวาดเตาเวนเต้กวาดนึ่งขนมพรมนังเกลี่ยบางเตาเกลี่ยกวาดนึ่งพรมนังดำใบเอาปิจิชนนังพรมนังเฮาเกลี่ยกวาดฟื้นจังเพลนังพรมนังเกลี่ยช่วยเลี่ยปมบางอัดบานเตาเวนี่บานกวาดนึ่งหัวเตาสับไงนึงตามการกอดสมกอบลูกใส่นึ่งขนมพรมลูกใส่ลูกใส่มีได้เคยเกลี่ยปีปีเนี่ยเซ็งเตียดได้เต้ខ្ញុំអត់បានឃើញគេទេគេទៅហៀបអីកន្លែងគេណានោះឆ្ងាយពីភូមិពីកន្លែងធ្វើការនឹងគេយកទៅតែអ្នកហៀបការនោះគេយកទៅហៀបការឆ្ងាយពីកន្លែងយើងនៅគេអត់ឲ្យយើងឃើញអត់ឲ្យយើងទៅទេខ្ញុំមកគេអត់ឲ្យទៅឃើញខ្ញុំអត់បានឃើញគេទេ
បាទដសាអស់មកខ្ញុំបាទសូមអរសំណួរសូមអរគុណសូមអរគុណលោកមេធាវីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាមានសំណួរអកការពារខៀវសំផនមានសំណួរតាមដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យនេះ គាត់និយាយខ្ញុំគាត់និយាយពីឆ្នាំ 75 គាត់រត់មកនឹងគាត់រត់មកផ្ទះមកភូមិនឹងហួយទៅបានប្រជាជនគេទៅហ៊ានពីអ្នកគេតាមមកសួរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទៅគេថាអត់មានឃើញទេមានឃើញពីណាមកទេក្នុងភូមិនឹងហួយទៅបានគេទៅវិញទៅគេលែងតាមលែងហៅបងខ្ញុំនឹងទៅចែកខ្ញុំគូនៅគេឲ្យនៅក្នុងទៅសង្ងំនៅក្នុងទៅគេឲ្យ ធ្វើជាចុងភៅដើម្បីលោនៅក្នុងភូមិនោះទៅបានហួរនៅទៅសប្ងាយនឹងទៅបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបានជួបនិយាយផ្ទាល់ជាមួយគាត់នៅឆ្នាំ 1977 នោះដែរទេជួបបងខ្ញុំនឹងគាត់មកនៅធ្វើម្ហូប ឲ្យគេនៅក្នុងភូមិនឹងពួកខ្ញុំនៅកងចល័តទី2ទៅខ្ញុំមកលេងសុំគេមកផ្ទះអញ្ចឹងទៅមកបានទៅសុំបាយប្រមូលគេហូបនឹងទៅបានជួបទៅបងខ្ញុំនិយាយសារសាប់ប្រាប់ទៅបានខ្ញុំដឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបងស្រីអ្នកស្រីបាននិយាយពីរឿងដែលគេឲ្យរៀបការនឹងប្រាប់អ្នកណាខ្លះទៀត គាត់និយាយប្រាប់ប្រធានភូមិប្រធានភូមិនោះទៅពូប្រធានភូមិគេនោះគេជួយលាក់ទៅប្រធានភូមិនៅកោះស្វាយនោះគេជួយលាក់ទៅហួយទៅអត់មានប្រាប់ពីណាទៀតទេប្រាប់ប្រធានភូមិទៅគេជួយលាក់ទៅអត់ឲ្យមានពីណាដឹងលឺទៀតទេខ្លាចគេយកទៅវាយចោលគាត់លឺគេថាយកវាយចោលវាយចោលប្រធានភូមិថាអញ្ចឹងទៅគឺបិទចិត្តធំនឹងទៅ បាទសូមអរគុណប្រធានភូមិជាមួយអីអ្នកស្រីឈ្មោះតាហេងបាទសូមអរគុណគាត់ធ្វើការជាប្រធានភូមិនឹងពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាដែរគាត់ធ្វើការតាំងពី 75មករហូតដល់ 79ហ្នឹងដាច់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការពី 75មករហូតដល់ 79ហ្នឹង បាទសូមអរគុណចុះបងប្អូនអ្នកស្រីឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីផ្សេងទៀតដឹងពីរឿងបងស្រីរបស់អ្នកស្រីរត់ចេញពីថាមកពីមិនព្រមរៀបការនោះដែរទេដឹងគាត់ដឹងបងខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ទៅដឹងហើយទៅបងប្អូននឹងទៀតថាកុំនិយាយទៅនិយាយទៅគេលឺយកគេតាមយកវាយចោលទៅក៏បាត់ទៅអត់ហ៊ាននិយាយទៀតទេ បាទសូមអរគុណ ចុះមិត្តភក្តិ ចិត្តដិត របស់ លោកស្រី ឬក៏ របស់ បងស្រី អ្នកស្រី នឹង ក៏ ដឹង ពី រឿង នឹង ដែរ ទេ គាត់ អត់ ហ៊ាន មាន និយាយ ប្រាប់ មិត្តភក្តិ ណា ទេ គាត់ គិត តែ ខ្លួន គាត់ រួច មក នឹង ក៏ អត់ ហ៊ាន មាន និយាយ ទេ គាត់ និយាយ ប្រាប់ តែ ប្រធាន ភូមិ សុំ នៅ នោះ តែ ប៉ុណ្ណឹង បាទសូមអរគុណ ខ្ញុំ ចង់ សម្ដៅ ទៅ លើ មិត្តភក្តិ ដែល នៅ ក្នុង ភូមិ នៅ ពេល ដែល គាត់ មក ដល់ ក្នុង ភូមិ នោះ គាត់ មាន បាន និយាយ រឿង រ៉ាវ ប្រាប់ មិត្តភក្តិ ដទៃ ទៀត ទេ គ
quạt ở hiền miền dây tê quạt hiền dây còn dây phẹp mãi nhom nâng huy tại quạt đơn dây phẹp thiên phum nâng kê máu su đọp thiên phum nâng kê chui lẹ tăng tăng ở miền bên á hiền dây tê tiệt tê bật chật thầm nâng tay bà sẽ mở cuốn lúc sợi đăng tha hạt ấy ban chì thiên phum nâng chui lẹ rư nâng thế thiên phum nâng cái đăng bông bông nhom tay thứ toạp chẳng cái đăng bông bông nhom tay thứ toạp bông bông phở nhom mù bông về nâng quạt màu lì như chẳng tay đỏ tè nâng tay cái thiên phum cái squat bông nhom nâng mà cái chui lẹ đó sao mà cún tôi sẽ đăng tôi có miên nhẹ ná được nông cầm cua sa rồi bỏ nhẹ sấy chết đất đại ban riêng ca khănông របប កម្ពុជា ជា ទប តៃ ទេ បង ប្រុស ខ្ញុំ អង្គ ភៀន គាត់ កា ជំនាន់ របប នោះ គាត់ កា ម៉ៃ អើ កា ឲ្យ បង ភៀន ខ្ញុំ កា មួយ សល់ សរាន់ ឥឡូវ បង ថ្លៃ ខ្ញុំ គាត់ ស្លាប់ យូរ ហើយ lúc sợi ai bệnh chết ban thay cho năm nào thế bên nưng năm chết sập mùi bông hiểm nâng ca chăm chết sập mùi chết sập mùi chết sập pi quạt hót ban con mùi hót tới nơi xoay tiệp bà sầm ở cún nhom chong sầm đau từ lưỡi cho năm thì cho năm chết sập rám đó cho năm chết sập bầm bún nhà sợi miên bông ôn rồi cái mệt phe chết đợt nào điệp ca nông bên nưng thế ọt miên này bởi chất thật phèm mà chất bún miên đập bông bông nhom phư nên nâng cái cá nâng nhom ọt đắng nâng cái thay giờ mà cái bình phùng im nâng nhom ọt đắng nâng nâng bông sấy nâng cái cá ở bớt cái cá ao nơi tì krong phùng bình nâng nhom ọt đắng nâng miên đập bông nâng cá bà sư mô cân lục chiến đàm đạo đạo đuôi ní nhom ọt xâm đuôn สมัครคุณลูกมีทวีที่จังคราวนี้ลูกชายพวงญาติถ้าลูกชายมีอะไรรีบรอบทลายไปทุกเสาวิทยาจะจังคราวได้ที่หรือก็ลูกชายมีสมนัวไว้จังสู้ตังสมนัวแต่จุนหยดเต้าตามระยะประเทศองจุมเรียคือตามระยะยืนได้ที่บัสนมีมันน้องดูชนะสมเชิงครอนได้จังสู้ท่าบริยายบ้านกวาดทเวสังเครียมดัดปีลอนนอลชเนียนังหายจัดแพมจัดประมวยบริยายบ้านเยาวกวาดไว้เจ้าเอาลูกรมคำรมดาเอาบ้านเอาหายไม่กูเยาวกวาดไว้เจ้าบงโบงเหี่ยมนังเหี่ยมกวาดจังสู้มันเจ็ดแต่มันหนังมันดาติดจีดเอาลูกหายเยาวบงเหี่ยมแต่สลับเจ้าเอามันนัดเอาเศร้าขวัญท่าคำรมดอกประเทศเจียดอ้อยอ้อลูกไอ้อ้อลูกเยาะโบกโอนยิ่งตะไบโบกโบกยิ่งไหวเจ้าล้อยิ่งขวานตาอันนั้นตะเสาตาปนังยิ่งจอกสัวตาปนังตีออกคนลูกชายดำเรื่องราวปีระพัดรอดปะวินีองจุมรุมเรียส้มจุมเรียบจูนลูกชายพวงยาธาในครองสาวนากากาปีทั้งไงที่บุ๋มใบខែមករាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីអង្គជំរះបានស្ដាប់ជន់ជាប់ចោតទាំងពីររូបឆ្លើយបញ្ជាក់អំពីការដែលគាត់រក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបអង្គជំរះបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាជន់ជាប់ចោតទាំងពីររូបនៅតែរក្សាជំហររបស់ខ្លួនបន្តអនុវត្តនៅសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបដែរលើកលែងតែនឹងរហូតដល់ពេលណាដែលអង្គជំរះស្ដារដបងទទួលបានព័ត៌មានជាក់ច្បាស់ផ្សេងពីជន់ជាប់ចោតឬពីសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតក្នុងសវនាការថ្ងៃនោះអង្គជំរះបានកំណត់ឲ្យជន់ជាប់ចោតនិងឬមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយដំណឹងដល់អង្គជំរះឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាព
ប្រសិនបើជួនជាប់ចោតសម្រេចរបស់អង្គសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបហើយយល់ព្រមឆ្លើយចោតទៅនឹងសំណួរនៅដំណាក់ការណាមួយនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការដែលសួរឡើងដោយអង្គជំរះឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2016មានទវិការពីក្តីលោកនួនជានិងខៀវសំផនបានជូនដំណឹងដល់អង្គជំរះថាជួនជាប់ចោតទាំងពីររូបនៅតែរក្សាជំហរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបដដែល ឯកសារ E 461/1នឹង E 461/2ដូចនេះសូមលោកស្រីជ្រាបអង្គជំរះអគុណលោកស្រីភួងយ៉ាតសាវនាការស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាសកម្មដែលលោកស្រីអះអាងថាបានទទួលរងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យ ពាក់ព័ន្ធនឹងហង្ហែតមន្ទីរស.21បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកស្រីអាចសម្រាកបានហើយអង្គជំរះក៏អរគុណផងដែរលោកស្រីឆៃម៉ារីដែនបុគ្គលិកអង្គការ TPO Merci, Monsieur le Président. Une observation eu égard à l'annexe que nous avons soumise à la Chambre qui propose le calendrier de l'audience d'aujourd'hui. Nous avions proposé à la Chambre de faire la pause maintenant à 14h30 pour reprendre à 14h45 avec l'audition de la partie civile en visioconférence depuis Paris, pour que celle-ci puisse être entendue de manière continue. Donc c'était la façon dont nous avions conçu le calendrier d'audience d'aujourd'hui, avoir la pause un petit peu plus tôt que d'habitude pour pouvoir avoir l'audition de la partie civile en continu après la pause de l'après-midi. អញ្ញាតកាសាសូមរបស់មេធាវីដើមរឹងរដ្ឋប៉មីនីឥឡូវដល់ពេលសម្រាប់ឲ្យអង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលតនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 2:35 នាទីសូមអញ្ជើញចូលមកវិញ